Tại vì đạo Hindu là một cái đạo theo chủ nghĩa đa thần và đã tồn tại mấy ngàn năm rồi. Và họ cứ có các cái vị thần linh thiêng nào thì người dân theo đạo sẽ thờ thêm. Cho nên là chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt trên đảo Bali, thuộc thị trấn Ubud của đất nước Indonesia. Thì hơn 90% là người dân trên đảo Bali này theo đạo Hindu. Và sáng ngày hôm nay thì cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn có thể thấy đây là những cái vật phẩm mà người ta sẽ cúng tế các vị thần linh. Và bây giờ thì vật phẩm đó là gì? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ tìm hiểu về một thị trấn cổ ngay tại đảo Bali của Indonesia ha. Ở đất nước Indonesia thì rất là nhiều người dân họ theo đạo Hồi. Tuy nhiên ở trên đảo Bali thì hơn 90% dân số thì họ theo đạo Hindu và họ cúng và cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm như thế này. Và đây là các vật phẩm cúng vào cầu nguyện vào một buổi sáng. Ở đây thì mình thấy gồm có các loại hoa nè, được thắp lên giống như là những cái khánh lúc trước mà Bùi Hồ có đi ở Lào á mọi người đó. Và trên đó thì có một cái nén hương và giá tiền là 2.000 với lại 2.000 đẩy lên 2.000 ruby. Hình như đó là một loại nước thơm. Với đất nước Bali ngay tại thị trấn Ubud này thì việc những cái tục lệ tâm linh như thế này là một điều khá là dễ thấy ở những cái tuyến đường phố. Và tí xíu nữa thì cùng Bùi Hồ đi ra sẽ tham quan một vòng nha mọi người. Đặc biệt ở những cái cánh cổng của những ngôi nhà hoặc là những khách sạn đó, thì làm rất là công phu. Và đây là một cái tượng Phật. Ở đây thì theo đạo Hindu thì họ thờ Phật và thờ các vị thần linh trên đây. Cứ một buổi sáng người dân sẽ có người đây là nhờ tôi. Tại vì đạo Hindu là một cái đạo theo chủ nghĩa đa thần và đã tồn tại mấy ngàn năm rồi. Và họ cứ có các cái vị thần linh thiêng nào thì người dân theo đạo sẽ thờ thêm. Cho nên là rất là nhiều tượng thần. Vì vậy thì nếu mà kể ra người dân theo đạo Hindu thờ bao nhiêu người thì sẽ không kể hết được. Có cả thần và Phật luôn đúng không Phong?
đây là một bức tượng Phật được người dân họ cúng những cái vật phẩm vào một buổi sáng lên như thế này. Ở đây thì mọi người có thể thấy là vật phẩm thì gồm có những cái lá chuối họ thất lại giống như là một cái khánh để dâng lên Phật vào mỗi buổi sáng như thế này, và kèm theo một cái nén hương. Và khi cúng thì họ sẽ đặt lên cái bàn tay của Phật một cái bức tượng Phật khá là nghiêm phong ngay tại gần như là một cái lối đi tại ngã tư người thường xuyên ra vào ngay tại thị trấn Ubud của Bali, Indonesia. Mặc dù là sáng nay thì thời tiết mưa gió, ở các cô ở đây vẫn đi ra bán những cái vật phẩm là từ những cái đồ thiên nhiên như là hoa sứ nè. Đó, ở đây họ thắp những cái gì nữa nè mọi người. Những cái những cái này họ trang trí rất là đẹp và cầu kỳ ha. Không nói thì chắc cô bác quý anh chị sẽ nghĩ đây là một cái khu đền gì đó, nhưng đây là một trong những cái cánh cổng ngay tại thị trấn Ubud này. Chúng ta nhìn thấy về kiến trúc điêu khắc và độ nghiêm phong thì có thể thấy là cái cánh cổng này đó thì được làm khá là cầu kỳ đúng không? Và trên cái thị trấn Ubud này rất là nhiều ngôi nhà họ trang trí những cái cánh cổng như thế này. Và trước cửa nhà của họ thì cũng có những cái vật phẩm để họ cầu nguyện vào mỗi buổi sáng như thế này. Đây mọi người, như ở bên kia đó, một cái cánh cổng bên kia nữa đó, đó. Và phía trước mặt cô bác anh chị là một cái cánh cổng của một cái khu nhà hàng. Và hai bên thì họ trang trí hình hai con sư tử như thế nào đó. Mọi người thấy rất là cổ kính không? Ở Bali thì theo đạo Hindu hơn 90%. Tuy nhiên thì chia sẻ lại cô bác anh chị, ở đất nước Indonesia thì phần đông dân số thì họ theo đạo Hồi. Đa số là đảo với hơn 17.000 đảo, nhưng mà chỉ có hơn 8.000 đảo có người sinh sống, và có những cái hòn đảo chưa có người sinh sống và chưa được đặt tên. Tuy nhiên đặc biệt ở đảo Bali này thì họ theo đạo Hindu và họ thờ rất là nhiều vị thần và thậm chí là có cả Phật luôn. Ở đây mà mọi người có thể thấy nè, đây là các vị thần. Mình không có hiểu rõ lắm về cái phong tục tập quán của những người dân như thế này, nhưng mà gặp được những cái cảnh này nó khá là hay về một cái vùng đất mang đầy đủ những cái yếu tố tâm linh, tín ngưỡng văn hóa của người dân trên đảo Bali nói riêng và người dân Indonesia nói chung. Chúng ta nhìn thấy nó rất là cổ kính luôn. Nó có hàng chắc cái đêm những cái cánh cửa này họ làm có tuổi đời gần cả trăm năm đó mọi người. Và đây có một cái con bò. Vì đa số người dân theo đạo Hindu nên họ sẽ thờ cúng con bò. Và đây là hai cái cây mà treo khá là cao, hình như là trước cửa để vô một cái khu chợ gì đó mọi người. Đúng rồi, đúng là một cái khu chợ. Nhưng không hiểu ý nghĩa về mặt tâm linh thì hai cái cây này nó có ý nghĩa gì. Nếu như mà cô bác của anh chị mà có thể biết được thì có thể giải thích cho Mùi Hồ hiểu thêm về hai cái cây. Ở dưới thì được dựng bằng tre, và ở trên đó hình như là một cái nhánh gì đó nó cong xuống. Và chúng ta nhìn thấy nó cũng khá là lạ ngay tại thị trấn Ubud này. Và mọi người có thể thấy xa xa ở trong kia thì đó là một cái khu chợ. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ được một cái nét khá là cổ kính ngay tại một thị trấn cổ như thế này. Và bây giờ ở bên đó mình thấy có cái gì là lạ kìa mọi người. Bên đây cái ha. Ở Indonesia thì cô bác anh chị thấy không? Những số xe thì ô tô á, thì những số xe thì màu đen. Thì cái số thì nó là màu trắng. Đó. Họ xây giống như một cái đền thờ đó. Do là theo chủ nghĩa đa thần nên họ thờ gồm có Phật này, gồm có các vị thần Hindu, Shiva hay là vị thần Vishnu. Trên khắp đường phố ở Ubud thì mọi người sẽ không khỏi bỡ ngỡ khi bắt gặp người dân họ cầu nguyện
vào một buổi sáng sớm và với đầy đủ những cái vật phẩm là từ những cái cây lá như thế này. Khá là đẹp ha. Và ngay cả ở dưới này luôn được mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tiếp theo ha. Đây là một cái cổng của một ngôi nhà cũng khá là hoành tráng đúng không? Nếu như mà ở Việt Nam mình đó thì những cái ngôi nhà xây lên thì họ chú trọng về cái phần ngôi nhà hơn. Thì mình thấy ở đây thì người dân ở ngay tại thị trấn Ubud này họ rất là chú trọng về cái việc mà những cái cổng rào và những cái cổng lối ra vào như thế này. Đó, mọi người thấy một cái kiến trúc khá là cầu kỳ, đặc sắc và mang những cái nét nghệ thuật rất riêng, không phải nơi nào cũng có thể có được. Và thậm chí là ở đây họ cũng có ổ khóa rồi. Mình sẽ đi vào hướng bên kia mọi người. Nếu như mà nói về thị trấn Ubud này thì nó gần gần giống như là một thị trấn cũ, một cái phố cổ ở Việt Nam, đó là phố cổ Hội An ở tỉnh Quảng Nam. Những cái nét hoa văn rất là tinh tế và tỉ mỉ luôn rồi. Khá là đặc sắc. Nếu như mà không nói thì mọi người cứ ngỡ ở đây như là mình đang lạc vào cái phố cổ đang bị bỏ quên ngay tại Bali á. Bây giờ sẽ vô đây nha mọi người. Hello. Hello. Những cái kiến trúc rất là đẹp luôn. Ở trước một cái lối ra vào thì họ làm trước một cái kính cổng, họ làm rất là tỉ mỉ và công phu. Ở đây có một cái ghế, họ treo một cái chiếc dù, không biết có ý nghĩa như thế nào luôn. Cũng đã bị niêu phong đóng đó. Đa số kiến trúc ở đây thì mọi người thấy có thể là nó phần lớn là họ nó mang một cái nét nét cổ kính đó. Nên mình thấy nó có vẻ gì đó rất là tâm linh. Ở đây thì ở trên đó thì mọi người trồng cái cây hoa sứ, hình như là cây hoa sứ ở đây á, là bông của hoa sứ họ chuyên sử dụng để mà vật phẩm để mà cầu nguyện vào mỗi buổi sáng á, hay là những cái dịp lễ. Của bạn đang ở bên phải. Rất là đẹp. Cái này có một cái bức tượng gì ở đây nữa nhỉ? Bên đây là một cái những cái chuỗi nhà hàng khách sạn phục vụ cho du khách đến đây á, thì cũng khá là nhiều du khách họ đến đây để mà xem về những cái nét tín ngưỡng văn hóa tâm linh của người dân này tại Ubud đảo Bali. Có một cái chị này đang đồn. Hello.
hình như là mình thấy là ngay chỗ góc ở ngã ba hay là cả trên tay của các vị, các tượng thần đó mọi người, thì họ thường hay cầu nguyện ở trên đó. Và chị này hình như là một cái nhà hàng. Các vị thân cái nhà ngay giữa các lối đi và chúng ta nhìn thấy chị cầu nguyện trong kia. Khá là hay luôn mọi người. Việt Nam. Dạ. Bali. Dạ. Sau khi chị cầu nguyện, hình như ở đây là có 4 vật phẩm và các nén hương. Ở trên đó thì có 2 cái giỏ dừa nữa. Không biết những cái vật phẩm này nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng đối với người dân Bali, việc sáng cầu nguyện là một cái điều gì đó hình như là một trong những cái nét tín ngưỡng tâm linh mà không thể thiếu vào mỗi buổi sáng như thế này. Tại vì người ta cứ nghĩ ở đây, ở ngay tại Bali này thì chỉ ăn, cầu nguyện và yêu thôi. Khách ở đường phố tại ngay tại Ubud này rất là nhiều những cái khách cổng to như thế này mà mình đi ngang á, mình sẽ nghĩ rằng á đó là những cái nhà thờ, những cái gì để họ tín ngưỡng tâm linh thôi. Nhưng mà không phải đó, có đôi khi những cái cảnh cổng này ở bên trong là một cái nhà hàng hay là một cái khách sạn. Và để minh chứng cho điều đó thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ video clip sau về cái một cái nhà hàng, mà một cái khách sạn mà nơi Bùi Hồ lưu trú ngay tại thị trấn Ubud, Bali, Indonesia. Trời cũng đã bắt đầu nắng lên và bớt mưa rồi mọi người. Và bây giờ thì cô bác quý vị có thể thấy ở phía trên đây là một cái cánh cổng đó. Ở ngoài trước có một giống như chặn hứng những cái luồng không khí á, không tốt. Và ở đây cũng có nhiều, rất là nhiều vị thần được ở trên cánh đồng cổng này. Cái trang phục của người dân theo đạo Hồi cũng khá là đặc sắc luôn. Đó, mọi người có thể thấy không? Nói là coi chừng đi đây cẩn thận, coi chừng trật té, và ở đây cũng không có người luôn. Ở đây họ phục vụ buôn bán hay là như thế nào mọi người? Cô pháp đến gì? Dạ. Có thằng voi ở trên đó, có treo một cái lá cờ ở lá bùa. Mình sẽ vô đây thử ha. Không gian ở ngoài sau này cũng khá là rộng luôn. Và đây là hai người dân họ đang buôn bán những cái rau củ. Và ở Ly họ sử dụng tiền là rupee. Ở Ấn Độ họ sử dụng đơn vị tiền tệ là rupee nha mọi người. Để xíu nữa mình sẽ lấy đơn vị tiền tệ của Ấn Độ cho mọi người xem. Cô bác anh chị xem luôn. Đây là những cái trái ớt.
Buddha Gang. Quả cân bằng những cái quả cân kìa, quả cân bên kia kìa, cũng thấy khá là hay luôn. Cô ở đây là cô bán cân bằng những cái quả cân nè. Quả cân này thì chắc Việt Nam thì cũng học cái cân này ở Việt Nam thì chắc cũng không có còn nữa. Dạ, này là quả cân này là 200g. Đó, họ sẽ cân như thế này. Yeah, thank you. Dạ. Đây là một cái cửa hàng bán những cái mặt nạ chắc vào những dịp lễ đâu đó của các vị thần. Ở đây có bức tượng của voi và các vị thần. Đây là một cái ngôi nhà bình thường thôi nha. Những có hoa vạn thọ nè. Đó. Trên đây có vị thần gì á mọi người? Cô chú anh chị. Bậc tam cấp này là cũng có hoa vạn thọ luôn. Và những cái lá bùa. Ở đây thì mọi người có thể thấy là trên một cái chiếc xe họ có quay một cái con heo. Ở những người ở Bali này, những người theo đạo Hindu á, thì họ sẽ không ăn thịt bò và họ sẽ ăn thịt heo. Tuy nhiên thì như đợt trước Bùi Hồ có đi đảo Ba Tam cũng của Indonesia thì đa số phần người dân họ theo đạo đạo Hồi và họ sẽ không ăn thịt heo và họ dùng thịt bò. Mọi người có thể thấy một những cái nét văn hóa khác nhau, mặc dù những cái tôn giáo khác nhau thì nó mang những cái nét văn hóa khác nhau, mặc dù là trên cùng một đất nước cũng đúng thôi. Tại vì với hàng ngàn hòn đảo như vậy thì nó sẽ có sự khác nhau về văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh, và nó mang cho mọi người những cái cảm giác trải nghiệm rất là tuyệt vời. Sáng hôm nay thì cũng là để đi dạo quanh một vòng ở thị trấn Ubud này, thì gặp một cái chuyện khá là lạ, đó là phòng gửi sai định vị, phải lội bộ 2 km mới đến nơi ăn. Còn một cái quán ăn cũng cái tên khá là Việt Nam, đó là Bỏ Thình. Thì cái chuyện đó là gì thì tí xíu nữa Bùi Hồ sẽ kể cho cô bác với anh chị nha. Đây là một cái dòng xây ngay tại thị trấn Ubud của đảo Bali. Mọi người có thể thấy một cái dòng xây khá là độc đáo, khi mà ở dưới này là một cái dòng xây cho các dòng xe lưu thông, còn ở trên này là tượng của một vị thần theo đạo Hindu. Ở trên vị thần này cưỡi con voi, nhìn cũng khá là lớn và uy nghi luôn, đúng không mọi người? Và ở thị trấn Ubud này á, thì những cái bức tượng to như thế này ở ngã ba ngã tư đường thì là một điều gì đó khá là bình thường. Bây giờ thì gần đến điểm ăn rồi mọi người. Cô bác quý anh chị, bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào. Đây là một cái tiệm phở Thình, chắc có lẽ là đây là một anh người Việt Nam, anh bán phở ở đây. Và bây giờ thì Phong với mọi người đang đợi đi, mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong ha. Khi mà vô ăn phở Thình thì thấy bạn này đang bày sắp ra cúng ở đây nè mọi người. Gồm có tiền nè, nến nè. Mọi người có
thấy đấy không? Ở trên này có nến, có tiền, rồi có những cái vật phẩm gì đó. Ngon không Nhân? Ngon. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Thấy luôn rồi hả? Cái tô phở nó to như thế này nè, nó tràn lên thế này nè. Mà do cái hương vị nó ngon á, cho nên là không thể nào bỏ lỡ được cái nước. Mà cái nước dùng mà nó ngon lắm. Con ăn hết luôn rồi nè. Cho cảm giác sao? Chị nhân viên không? Dễ thương lắm. Ngon hơn tô phở luôn. Hello. Sáng nay thì Bùi Hồ có thưởng thức một cái tô phở có tên Việt Nam, đó là phở Thìn. Rất là ngon luôn. Thì Phong với lại Nhân mới vừa thưởng thức xong thì chia sẻ rằng đây là một cái tô phở hương vị của miền Bắc. Đây rất là nhiều thịt bò ha, gồm có rất là nhiều hành nè, thịt bò cộng phở, và ở đây có những cái nước chấm như là nước này là nước gì Phong? Tương ớt mường khương. Tương ớt mường khương và tỏi. Cái tương này nó cay nồng lắm, nhưng mà hay ăn nem chua thế, nem chua Thanh Hóa là phải ăn cái tương này. Chia sẻ với mọi người là bây giờ hơn 10 giờ rưỡi giờ Việt Nam. Đội nắng dầm mưa lác đác thì mình bảy đồ gì ướt hết á. Mới thưởng thức một cái tô phở như thế này, tổng cộng là khoảng bao nhiêu km không? Lạc nhau là 7.5 km mới được thưởng thức tô phở như thế này ha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một tí nước phở tí. Một cái tô phở theo hương vị của miền Bắc á thì nó sẽ không có vị ngọt thanh giống như là ở miền Nam. Nhưng mà thịt bò ở đây thì cũng khá là tươi. Một tô phở này là theo tiền Indo là bao nhiêu tiền? 75.000 tô, là tương ứng với khoảng 100.000 tiền Việt Nam. Mời cô bác với anh chị cùng dùng ha. Dầm mưa giải nắng thưởng thức tô phở Việt Nam ngay tại Indo cũng ngon chứ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác với anh chị ở video clip sau ha. Say I'm leaving you more.